Chào các bạn, lại là cuộc hành trình khám phá vùng đất Bảo Lộc của kênh Sư Di Võ. Có một số bạn đã bắt đầu là follow kênh của mình nên là mình cảm thấy rất là vui. Vì vậy hôm nay là mình tiếp tục cuộc hành trình khám phá vùng đất Bảo Lộc tại thôn 3, xã Lộc Tân. Và đằng sau của mình đây là một ngôi nhà của người đồng bào Châu Mạ thời xưa. Ngôi nhà này bự hơn nhiều so với ngôi nhà hôm bữa mình ghé tham quan. Nên các bạn cùng vào trong khám phá cùng với mình nhé. Đây là một ngôi nhà sàn. Và bên này có chị Cá Hương cùng đi với mình trong chuyến khám phá Bảo Lộc ngày hôm nay. Xin chào mọi người nhá. Hôm nay bọn mình đi khám phá nhà cũ hồi xưa này. Cái nhà này có giống cái nhà hồi trước chị ở không? Có chứ, hồi xưa người ta làm bằng cái nhà này không? Chưa làm thì thế đại này làm thì có, hồi xưa làm thì có cái nhà xây. Bà ơi, cho con hỏi bà tên gì vậy bà? Bà tên Sối. Bà Ca Sối đúng không ạ? Dạ, bà là người Châu Mạ ở đây được lâu chưa bà ạ? Lâu rồi, dạ. Tôi có cả đây luôn mà. Bây giờ là con cháu của bà là ở đây nữa? Ở đây luôn. Còn xung quanh này thì như thế nào ạ? Xung quanh này cũng họ hàng luôn. Họ hàng của bà. Người Châu Mạ là ở đây được lâu chưa bà ạ? Lâu rồi, gốc ở đây luôn. Gốc ở đây xong rồi là mình di cư đến những cái chỗ thôn khác mình ở hay là như thế nào? Không, ở thôn đây luôn. Về cái phần mà phong tục mà của mình hồi xưa đến giờ thì vẫn có gì thay đổi không chị con vậy bà? Thì phong tục hồi xưa thì thay đổi rồi. Đâu có ai làm nữa thì không có người già, không thay đổi hết rồi. Thì còn nhà thôi. Còn những cái truyền thống mà hồi xưa thì như thế nào vậy? Nó xây ngồi ở nó người đánh giặc nên nó bể hết rồi. Bể hết rồi đúng không? Ừ. Những cái lu đồng này nọ. Ờ, cái lu bây giờ nó bể hết rồi. Bể thì cánh màng ấy. Nó bể hết rồi. Bà cho con hỏi thêm một ý nữa nha. Là con không biết là hồi xưa thì bà làm cái nghề gì là nghề chủ yếu của bà, là bà hay làm hàng ngày. Hồi xưa nha. Người xưa người ta đi biết đan thì biết, người ta không biết đan thì không. Đang thổ cẩm nữa à? Ờ, đan cái vẻ đó này. Chỉ đang thổ cẩm thôi hay là mình còn làm được cái gì nữa? Cô đan thủy đó thôi. Coi như là cả làng mình là phụ nữ là họ sẽ đang thổ cẩm. Chứ không làm một cái nghề gì khác. Con tưởng là mình đi xuống suối là mình bắt cá này nọ, mình bán ngoài chợ gì nữa chứ? Con thì bắt cá trên suối thì để ăn thôi, đâu có bán đâu. Không dùng để bán. Không có dùng bán đâu. Nhưng mà kim rau cũng ăn này, đi bắt cá người suối này cũng bán này, đâu có biết bán đâu. Còn với mà những người đàn ông ở trong làng thì như thế nào hồi xưa? Người trong làng thì ngày xưa người anh ông thì đi làm rẫy để hạ cây thôi. Đàn bà cũng vậy, đàn ông cũng vậy, đi hạ cây. Xong hạ cây là đốt xong cho dồn hết cái đó là làm rẫy, trồng lúa thôi. Làm rẫy trồng lúa. Ừ. Cái nghề mà chủ yếu của mình hồi trước đó. Ừ. Là lâu đời đó. Ừ, lâu đời rồi. Làm rẫy trồng lúa tôi đâu có gì làm. Bây giờ là trong nhà này là ai ở vậy bà? Ông này là ông. Ông rể. Ông rể ạ? À? Là anh của bà hay là như thế nào? Anh của bà. Dạ rồi. Vậy thì con xin phép nha, để có gì là con vào bên trong á. Con coi để con gặp mặt ông luôn, con nói chuyện với ông một chút. Dạ. Ông còn nhà. Vậy là giờ mình đi đường nào vào trong vậy bà? Đi đường này. Nhà. Con cứ từng gõ cửa gọi ông ra không bà? Gõ cửa đi. Con chào ông. Bà phụ nó đâu à? Ông có nhà đúng không ông? Dạ con chào ông. Con là Suzy, con là ở trong một kênh YouTube về nói giới thiệu người đồng bào Châu Mạ ở địa phương á, thì không biết là con có thể vào bên trong để nói chuyện với ông. Thịt ơi, anh xin cổ ra đó. Vào ngoài đường. Ở ngoài đường. Bà có cút cầm được cái chuyện gì à? Con chút được không? Wow.
gấp mút tầm hiểu ngân gây cấp tiền chi lơ lơ ít tầm hiểu gặp lá cấp tiền chi rap giang bị lơ gặp lá. Nãy giờ ông làm gì á? Mì chim lên lên dạo vậy là ông ra ngoài đây cho vui nè, nhìn con cho nó vui xíu nè. Chắc con đã đưa dài nè eo á nước ngăn đậu ngoài nó bây giờ cần lấy cái ghế để ngồi không? Để lấy cái ghế ngồi xuống đây rồi à. Ông cháu mình nói chuyện với nhau chứ không cần để đâu nó cũng về vậy hả? Vậy không ngồi ngồi xuống dưới đây luôn được không? Được. Ngồi ngồi xuống được không? Rồi mà để gì cho bà mất công mà bà không ngồi được. Bà không ngồi được. Ông năm nay là bao nhiêu tuổi vậy ông? 1 3 1 3 8. Là năm nay ông bao nhiêu tuổi ta? 84. Ủa vậy ông thọ lắm rồi đó. Ông còn về xưa rồi. Ông ơi, ông tên gì vậy ông? Tại sao ở cái tên của người Châu Mã thì có một số anh chị là tên là rất là giống tên của người Kinh, nhưng mà về thời xưa thì lại thấy là những cái tên này nó lại phổ biến hơn hả chị? Cái plate. Plate nở trong tiếng Châu Mã nghĩa là gì vậy bà? Châu Mã. Châu Mã nhá. Nhưng mà tiếng Châu Mã. Tiếng Châu Mã là câu đấy đấy. Câu đấy này. Câu plate đấy. Ví dụ như là bên em người ta dịch là nói xạo. À nói xạo hả? Vậy là ông tên là ông nói xạo. Ông tên là ông nói xạo. Dạ. Đâu có xạo gì. Không. Thật thật. Nhỏ mà sao tự nhiên tên là ông vậy ta? Từ mẹ cha tên rất thích. Ông mà bây giờ nha cho con hỏi luôn á là ông sống ở nhà này được bao lâu rồi ông? Lâu quá rồi. Lâu rồi á hả? Lâu. Là được bao lâu rồi ông? Từ khi mà ông còn nhỏ đến giờ là như thế nào? Làm này cứ làm nhà điện cây nhìn cứ đào lê dỗ mà cả nguyên cái nhà này là ông làm luôn hay là sao? Hồi trước xung quanh cái làng này á ông bà là có nhiều cái nhà như vậy không, giống như cái nhà mà ông đang ở? Cái nhà này không phải nhà này không thôi tôi, xung quanh đây là chỉ có nhà này thôi. Chắc cũng được mấy trăm cái thôi bà ha. Nhà này dạ quanh khu vực cái khu này cũng có nhà bà mất đi rồi. Bà mất má mất đi rồi, bà xã mất đi rồi, mình rồi còn cháu ở bên kia có mình ông ở đây thôi. Dạ. Với thằng cháu nữa, thằng cháu ngủ nhà này thì... cháu ông đang ở bên này. Dạ. Ông có buồn không? Buồn chứ buồn đâu có... đúng cái rồi nào... kiếm cái gì muốn ở buồn có bà ở bên cạnh nữa thì vui hơn nhiều. Còn giờ một mình ông nấu cơm nấu con sáng sớm nấu cơm bể bơ tốt không nấu bây giờ cho con hỏi xíu nha, nếu mà để cho ông nhớ về một cái kỷ niệm mà hồi xưa á thì ông nhớ cái kỷ niệm nào nhất? Nhớ gì về hồi xưa luôn có chứ, cái kỷ niệm nào mà ông nhớ nhất luôn hả? Nhớ thì nhớ gì? Nhớ làm có gì làm nữa đâu. Làm việc này, nhớ nè, bật đời sống này, làm việc nè, từ nhỏ làm việc nè, làm rễ làm ruộng làm... nó nguyên trọng như thế thôi. Nó rớt nhà làm nhà làm cửa sửa nhà sửa cửa. Làm nhà làm cửa sửa nhà sửa cửa. Rất đúng. Đâu có cái gì làm. Ngày làm việc rồi làm việc, làm bừng, làm ruộng. Ngày không làm thì tôi hết làm... Ông Lô đó hay đi câu cá lắm. Ông hay đi câu cá lắm à? Chờ đầu chân đầu tay hơi mắt. Đầu chân đầu tay mà giờ mắt nhìn thấy rõ không? Không rõ đâu. Mù hết. Không nhìn thấy rõ nữa. Có thấy con được mà bao nhiêu phần trăm? Nhìn thấy con được nhiêu phần trăm? Nửa phần trăm. Nửa phần trăm. Mặt này không có nữa nè. Không nhìn được luôn. Đi thở vài lọc
một lần rồi để cao mắt nữa. Nó bị ở gần lửa, nó khói lửa, nó trôi nhiều trong mắt. Do bị khói đúng không? Khói lửa nó vô mắt. Đúng rồi. Là có ai làm gì cơm canh đâu. Tự ông nấu đồ ăn hết hay như thế nào? Thì ông nhờ cháu nấu đồ ăn cho ông. Cháu nhà bên kia, cháu làm gì làm biến lắm. Làm biến lắm hả? Sáng sớm không có ai phụ ông hết hả? Không à. Dạ. Hỏi với bà này. Dạ ông ơi, ông cho con hỏi là cái lá chanh này là mình kiếm ở đâu ra vậy ông? Ui, xa lắm. Xa lắm hả? Núi kìa. Núi gì bà? Cái này nè, đây là Đà Lạt nè. Xa lắm. Cái lá chanh sau khi mà mình lấy về rồi mình có làm gì không? Đây không có. Đây không có. Để hết. Chúng ta nuôi vô chút luôn. Ta làm cà phê, ta chết chết chết. Vậy nó. Đây cái lá này lá trong núi không à? Bây giờ không biết kiếm ra không bà? Giờ thấy xây dựng nhiều quá rồi không biết còn không biết không nữa. Nhưng mà không có, nhưng vì có thì biết người nào cũng biết hết. Không có nhiều kiếm, nhiều năm kiếm, năm nào kiếm, năm nào kiếm, không lên nhiều nữa. Lên một gốc thì một cặp, vài cặp thôi à. Ủa vậy hả? Một gốc là được có một vài cặp thôi. Một ngày thì kiếm chắc không đủ một tấm gì hết á. Một ngày đi kiếm không đủ 100 miếng. Gì vậy? Phải. Xa lắm. Đi nói từ sáng đi thì 6 giờ rưỡi đi tới nó chắc 11, 12 giờ rồi giờ đi kiếm đi bủ. Đi xe là mau tới. Ông, nhưng mà cái lá chanh về xong rồi mình làm gì nữa thì nó mới ra được vậy? Chanh hả? Ừ. Lá chanh thì có nhiều thì ở đây hả? Ừ. Lâu lắm. Một tấm thì dê mới nữa này. Dơ quấn một nữa này. Quấn nè. Ừ. Quấn cũng 2-3 nối dây được cột. Ừ. 2-3 con thì ngón thì về. Đến một cục một cặp rồi đó. Hai cái này một cái đến một cặp ừ. ở đây tổng cộng bao nhiêu cặp? Nó đã là 560 cặp tầm cỡ khoảng là 560 cặp. Ồ, nhiều dữ vậy, con không nghĩ nhiều, là nhiều như vậy nhiều, đâu nha. Nhiều chứ. Mới có nhiều, đâu có đủ đâu. Dạ. 15, 16 ngày kiếm. Coi như là mất nửa tháng để mà kiếm được. Một tháng rồi bị xong số cả quê nhớ cái xe nữa. Từ dưới đồ đặc nhiều, lâu lắm. Còn thời gian mà đi kiếm tre thì sao ông? Kiếm Đà Bà Làng. Tre thì chắc là dễ hơn so với lá chanh đúng không ạ? Tre đó là dễ hơn. Dễ hơn. Tre một giờ đi kiếm tới thì ok. Một giờ tới chặt luôn. Cái chất tốt chặt luôn. Tre thì dễ kiếm hơn đó các bạn. Bây giờ trời mưa rồi đấy ông. Nên bây giờ con xin phép với ông là giờ là con với ông vô bên trong một xíu được không? Để có gì là con quay được luôn là bên trong của mình là có những cái gì á, với lại là những cái đồ truyền thống của mình ra sao á. Dù mắc cỡ lắm. Thôi đừng có mắc cỡ mà. Đừng có mắc cỡ ông ơi. Ông vô đi chứ là ướt đầu rồi ông ơi. Dạ. Giờ này sắp mưa rồi. Dạ.
vô. Dạ ông cứ tự nhiên không nha. Ông cứ tự nhiên thôi, giống như con đang ở đây là con cháu của ông thôi. Dạ. Ông đang có tivi luôn đúng không? Buồn buồn nên đi coi tivi. Em gồm các ba thành viên với cái đam mê này là đang em khi mà gặp nhau thì mình cùng chung một quyết định hướng. Ông có hay coi tivi không? Ồ còn sáng mắt nên tivi coi hay lắm. Hay coi lắm. Nhưng mà mù mắt nên coi xa rồi không thấy. Con gần thấy thì chúc chúc. Dạ. Có điện nhìn sáng hơn rồi ông ơi. Dạ. Ông thường hay coi kinh gì ở trên tivi? Ông hay coi kinh gì? Hay cứ mở lên có kinh gì coi thì coi. Ông tính ra là bà mất được bao lâu rồi ông? 4 năm nay. 4 năm nay. Mà 3 năm nay là ông không còn đi rừng nữa. Bà mất là do bà bị bệnh hay là như thế nào? Bình. Ông? Bệnh trở tới thành phố. Tới Bà Lộc. Tới Đà Lạt. Lên Đà Lạt luôn. Cũng từ nào uống chết chứ nào chết. Sài Gòn hai lần đi, lần nông thôn, lần tuần. Hồi trước lúc mà bà ở đây á, thì bà sẽ ngồi đan hay là như thế nào không? Ngồi ông kia. Bà ngồi đây đúng không? Ngồi đây. Bây giờ ở đây không có bà nữa. Còn nếu mà có bà thì sẽ là vui hơn, một ngôi nhà như vậy. Còn bây giờ chỉ có một mình ông thôi. Mình thôi. Bà mà ngồi đây là bà cũng sẽ ngồi đan. Rồi phụ ông là nấu bếp nè. Ông ơi cho con hỏi là những cái lưu đồng này ông, là ông giữ nó được bao lâu rồi? Chế hả? Dạ. Chế lưu. Cái chế hả? Cái chế hả? Chứ phải gọi là cái lưu hả? Không. Cái chế. Cái chế. Dạ. Kia là cái tiền. Có cái để dưới bảo, bên trái bảo luôn. À. Đây. Là cái này. Cái trền hả ông? Tên. Cái tên. Nó hơi tối nha các bạn nha. Đây là cái tên. Còn bên này là cái chế. Chế. Cái chế này mình dùng để làm gì vậy ông? Trước làm rượu. Làm rượu cần. Có giết rau, giết bò gì đó thì làm quỷ bể thì làm rượu cần chế rau. Uống mấy người, tầm người 200 người cũng đi uống không lạc. Còn nguyên bây giờ còn vậy mất. Luôn á. Cái này là giống như là mình bỏ chủ ý là làm rượu cần hay là mình còn làm những gì nữa không? Rượu cần chứ. Rượu cần thôi đúng không? Okay. Hồi xưa là nhà nào cũng có những cái như vậy đúng không? Có. Người giàu thì nhiều hơn. Người giàu nhiều hơn. Đó người dưới đó nhiều. Có cái chế cũ, có cái chế cũ nó hết lần rồi. Chế ngói chế đầy này đầy phách. Đầy tay. Đầy tay đó. Để trước hết banh rồi. Ông kia ở dưới kia thì còn 20-30 cái. 20-30 cái luôn là nhiều lắm á. Nhiều á. Nhiều lắm luôn á. Cái này rất là giá trị luôn á ông. Cái này hồi tây. Bây giờ mà giờ con mua ông có bán không? Bán thì bán chứ, bán thì chỗ nào mất mắt rồi. Đúng rồi, bán để có tiền, với là bán cái giống như là con có thể giới thiệu cho ông về những cái văn hóa của người dân tộc của mình nữa mà. Với cha đó, cha xin bán cho cha đó. Tôi chưa có bán con mắt, tôi còn nhìn. Để mất mắt rồi, để về thằng cháu biểu cho nó bán. Coi như ở đây tổng cộng là mình còn lại là 5 cái chế đúng không? 5.
5 cái. 5 sao có nhỏ. Trước mà mình mua cái này nhiều tiền không ông? Nhiều á. Nhiều tiền, lần mua thì có đi mừng đi làm thì đó mua 2-3 năm một lần một cái, 3-4 năm một cái, nhiều có tiền thì dần. Ồ, có tiền là cứ giữ mấy cái này thôi. Cái gùi này hả hả? Dạ. Mà sao nó có màu đen rồi? Bé phơi lỡ. Cứ để trên lâu lâu 2-3 năm vậy đó. Để được 2-3 năm luôn chưa? Nó xuống đen. Bà nó chưa có mất đi đâu thì ba vui hái chè. Bà hay đi hái chè. Ừ. À, bà hái chè ở bên chỗ công ty chè Tâm Châu đúng không ạ? Ừ. Hay thì hay lắm. Ngày nào cũng đồ chè nhà thì hái chè nhà. Không có đồ chè nhà thì hái mướn công ty nào cũng cho muốn hay lắm, cũng đi. Dạ. Nhưng mà bây giờ là mấy anh chị ở nhà có ai đi hái chè không? Không biết biểu mấy người thuê người ta đi hái chè rồi chè nhà rồi ít nữa. Dạ. Không có chỉ thuốc, không có bỏ thuốc, không có bỏ phân. Đúng rồi. Không có bây giờ đợt ít khi đợt lần hái chắc buông 50 kg rồi. Bết lắm. Ông thích uống chè không? Uống nước chè á? Ừ. Ông thích uống nước chè không? Có. Ừ. Có nước chè, có cà phê, có sang uống cà phê, sang uống nước chè. Chè lên nhà máy bèo ra để một bịch uống 2-3 tuần uống hết để bèo lại người ta đem. Ông, ở trên đấy con thấy có một số cái cây này là cây gì ông? Cây gì? Đây, để chỗ này nè. Nó có dùng trong công việc gì của mình không vậy ông mà ông để chỗ này? Bây giờ chưa gặp. Dạ. Để mình làm gì vậy ông? Chặt cây đó. À, để đi chặt cây đúng không? Ở đây chưa gặp nè. Dạ. Ở đây giờ phát cỏ. À, giờ phát cỏ. Ừ. 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 Cái cây nào mà để chẻ chê rồi để làm nhà? Chê. Ừ. Này, chê cây này. Lấy chê gạt nào chê rồi. Ừ, xe gạt là chẻ được. Chặt. Ừ. Ừ. Ông ơi, mà ông ở nhà này ông có thấy là có bị dột gì không ông? Dột chứ. Cũng bị dột hả? Nhiều mưa dột. Mưa bị dột. Nó có sát luôn. Ông, nếu mà bây giờ nói trong cái căn nhà này á, thì cái đồ nào là ông thấy là giá trị nhất ngoài cái chiếc tivi này ra? Có cái không có gì giá trị. Có chế nè, đồng la nè. Chế đồng la và áo quần làm gì cái đó. Đồng la hả? Cái này là đồng la? Chiên á. Đâu ạ? Ông cũng bảo kìa. Ông lấy cho con coi được không? Nặng của con. Để con lấy nha, để con phụ ông luôn. Để con phụ ông nha. Yeah. Ông để trong một cái bịch như vậy luôn á hả? Áo quần không à? Ừ. Để tiền. Dạ rồi. Rồi bỏ vô đây rồi. Rồi. Để mang cái này ra xíu và tí nữa là dọn vô cái là vô lại nè. Mang ra đây được không ăn? Cho nó sáng để con mang ra nha. Đây các bạn ơi, ông là ông để cất cẩn thận ở trong một cái bao như vậy á, rồi để ở trong một cái góc của ngôi nhà này. Thì ông nói là đây là một trong những cái mà gọi là có giá trị mà ông còn giữ đến bây giờ. Cái này cái bao này hư rồi, chết rồi. Bao này bị hư. Cái bao mới bỏ.
Ừ. Ồ, sờ vô rất là cảm thấy rất là mát luôn. Cái này được làm từ gì vậy ông? Đồng. Từ đồng đúng không ạ? Người Tràm không biết làm này, chắc người Tràm. Người Tràm không biết là người ở thôi. Chỉ người Châu Mạ mới làm được cái không biết, không biết không ạ? Không biết rồi. Không có đồng này làm sao mà biết làm. Ừ. Đồng không làm cái đồng chân. Ồ, đây là một cái vật từ thời xa xưa luôn này. Ừ. Cái này từ được bao lâu rồi ông ạ? Lâu rồi. Từ gần 80, 90, gần năm tuổi rồi. Bằng tuổi của ông á hả? Ừ. Dạ. Tôi mua cái này là tôi đó tôi chắc khoảng 15-16 năm. Ừ. Tôi 15-16 năm tuổi á. Rồi à, ông mua cái này vậy là cái thời điểm bây giờ là nó cũng phải tầm cỡ khoảng là 6-70 năm rồi. Đúng rồi. Dạ. Mua một cặp sáu cái. Sáu cái. Sáu cái. Dạ. Nó trời. Sao nó bị cứng ở trong đây luôn rồi ha? Cứng. Nó cứng luôn rồi. Để lâu quá mình không mang ra không? Nó dính rồi. Đây đây này, nó bị cấn cái gì đây ông? Nó bị cấn cái gì đây à? Dê. Dê. Để con gỡ này ra nha. Ông ơi, đây là lần đầu tiên mà con thấy luôn là cái chiên ở làng của mình á. Thì thấy là ông còn giữ được đến thời điểm hiện tại luôn á là rất là quý. Nhưng mà thấy mà. Con đủ cặp đủ kẹp gì có hai cái. Có hai cái thôi á, chứ còn nhiều nhà là giờ không còn cái nào nữa đó. Ở nhà dưới còn hai cặp. Còn hai cặp. Cặp 12 đồng, 12 đồng mà cái. Còn bên làng mình thì sao chị Ca Hương ha? Cũng có nhưng mà bây giờ người ta mấy đứa thì bây giờ nó mua thì người ta giao cho bên nhà mấy đứa trẻ mua đấy. Ừ. Lúc nó đi mua nọ kia bên truyền thống là nó đem cái chiêng này đi này, với là nó mặc đồ truyền thống luôn đi mua trên Đà Lạt á. Bây giờ chỉ khi nào mà đi mua rồi mới lấy cái này đi nữa thôi. Để giới thiệu văn hóa truyền thống. Ông ơi, còn cái này lúc mà mình gõ thì mình gõ như thế nào? Gõ như thế nào? Gõ vô đây nè. Mình gõ kiểu gì, mình đánh kiểu gì? Đây cái này. Ừ. Cái này để đem bài. Đúng không? Để bài. Nên mình sẽ đánh như thế nào? Ông thử giùm con cái coi. Ông vừa mới gửi cho mình luôn một cái lon nước nè, để uống nè. Nãy giờ nói chuyện nhiều quá với ông á, là ông cũng sợ là mình khát nước á các bạn. Thì hôm nay là chuyến tham quan của mình tại nhà ông Qua Black đã kết thúc rồi. Đây là một ngôi nhà vẫn còn giữ lại cái truyền thống thời xưa. Đối diện đây luôn vẫn còn một ngôi nhà như vậy. Chỉ ở ngay xã Lộc Tân thôi các bạn ơi, cũng rất là gần. Tại thành phố Bảo Lộc thì đi tầm cỡ khoảng là 10 km. 10 km đúng không chị? Đó là đã tới nơi rồi. Thì vẫn còn những cái phong cảnh làng quê ở đây. Không tới 10 km đâu các bạn. Tâm. Cỡ khoảng là 8 cây thôi. 8 cây. Ông Qua Black rất là nhiệt tình luôn á. Ở đây là có gì á là ông sẽ chỉ dẫn hết mọi thứ luôn, là hồi xưa là ông sống như thế nào đó. Thì cũng là một cái ý rất là hay luôn. Tại vì bây giờ con cháu của ông thì cũng không còn giữ được những cái nét truyền thống đó nữa rồi á. Nhưng mà ông vẫn hy vọng được luôn là các bạn trẻ và những người mà bây giờ đang hướng về thiên nhiên, hướng về môi trường và hướng về những cái cội nguồn á, thì còn biết được luôn là cái nét văn hóa thời xưa của người Châu Mạ là như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau của kênh Suzy Võ nhé. Bye bye. Con chào ông. Bye bye. Cảm ơn ông rất là nhiều.